Chào mọi người đã trở lại trên đầu mình ha. Hôm nay hả, Quang sẽ cùng lớp chơi một cái mini game ở trong Minecraft. Và hôm nay sẽ là video về những cái gọi là quả thịt viên VIP nhất trong Minecraft mọi người. Ok, thì trước khi video của mình bắt đầu, mọi người nhớ dành ra 5 giây để mà bấm nút like ủng hộ cho Quang, để Quang có nhiều động lực quay ra nhiều video về Minecraft cho mọi người coi nha. Đó mọi người thấy không? Đây bây giờ ở đây là toàn là bánh thôi mọi người. Tao mới vay 50 đồng mua cục thịt à, để mình mua một cái bánh hamburger. Ồ, nhìn ngon đó chứ mọi người. Hai tầng bánh mì, một tầng rau, một tầng thịt bò và một tầng cái màu vàng vàng, mình nghĩ chắc chắn là phô mai rồi. Thì mọi người ở đây bao nhiêu bạn ăn được cái này thì các bạn nhớ để mình lưu ý nha. Ai không ăn được tào lao. Nhiều người đâu bỏ hết cái phô mai ra vì phô mai rất là béo luôn. Ok, thì mọi người bây giờ hãy 5 giây mọi người hãy bấm nút like để mình tí thắng con nút trong mini game Meatball này nha mọi người. Ok, bây giờ Quang sẽ đếm nè. 1, 2, 3, 4 và 5. Mọi người nhớ bấm like ủng hộ cho Quang nha. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Trong đây sẽ có những cái hiệu ứng như là nhanh, nhanh. Đói, đây. Mọi người nghĩ hôm nay ai sẽ thắng? Chắc là dễ tì quá à. Thắng cái đầu mày. Ok, và bây giờ chúng... Ê, đây, thịt rớt. Ủa, cục này là cục gì? Burger crumb. Là gì? Cái vỏ burger hả? Trên này chắc là brick. Brick là bánh mì. Bánh mì nè. Tới ủa lụm rồi, đem đi đâu mày? Đem vô lò bacon hả? Bacon là thịt heo, cắt. Đứng, đem vô lò hả? Cái chỗ lò cắt này nó bay lên trên, mình sẽ đặt ủa vậy hả? Nè, cái này là bơ nè. French fry room nè, là bơ nè. Cái này là burger. Ủa lên đây rồi sao? À, lên đây rồi bỏ vô trong cái lò. Đúng rồi, bỏ vô cho bánh chéo bánh mì. Đó, bây giờ mình sẽ đi lượm thịt heo. Cái này thịt heo mình nghĩ là bacon. Mình nghĩ là thịt bò chứ ta. Sao lại cho bacon. Thịt heo? Bacon là heo. Heo. Ồ, ồ, 250 đồng luôn. Ôi, con núp lên đây. Ở lên đây để chơi biết chơi không? Lên đây để xuống á. Ấy mày lượm hết của tao. Con núp này tức. Lượm gì mày? Tào lao, tự nhiên ai đi tới trước thì đi chứ làm tào lao. Ui, vậy? Ở trong hồ này có luôn, trong hồ này có thịt luôn. À này thịt. Ủa mày, ngược mình đi đường nào? Nhảy xuống. Nhảy xuống rồi sao nữa mày? Nhảy xuống rồi chờ chết chứ sao? Ủa sao ra được? Mày nhờ mày nói đường này đường xuống mày. Hồi nào mày phải xuống bờ rồ VIP mày xuống mới được chứ mày xuống được đâu. Ủa giờ xuống sao? Nhảy xuống hả? Nhảy xuống cái chỗ mấy cắt nè, chạy ra. À, tao nhảy xuống rồi, nhảy xuống thẳng xuống con rồi, có chết đâu. No. Oh my god. Lập hết. Trời qua tới, qua tới. Ua, lập hết. À, biết rồi, xuống chỗ đường sữa nè, chỗ này có bánh sữa nè, xuống chỗ này nè. Lượm hết mọi người ơi, thịt nguội, thịt viên, thịt đùi, thịt gà. Mày có thịt gà mày, ăn mày burger, mày làm burger như là cái đồ cho heo ăn vậy đó. Ủa, có burger gà mà, gà nhưng mà mày vừa thịt heo, thịt gà mày bỏ cho mày ăn kiểu gì? Ủa, tao làm một chục cái luôn chứ. Đó, lên nè, lên nè, đó, lên. À, bỏ xuống đây, bây giờ mình sẽ xuống đường kia 700-700 đồng mà mình sẽ đi buôn bét mọi người ạ. Đúng rồi, mình mua mét mới được. Đó, mình xuống đây mình sao không bắt máu, cái này giống như sữa quá. Cái này cái đường kia được sữa. Ui, cầu thang quá trời luôn. Ê, cái này mình có phải có zoom. Đúng rồi, lấy zoom á. Ê, mày vô, mày thôi mày vô trước đi. Thôi tao vô trước cho. À, mày mở trước thế nào mày cũng ra được cái hình G thôi. Chúc mừng mày. Lấy zoom cũng được. Mày được hình G. Rồi, hình G luôn rồi. Cái gì vậy ta? Ủa, này gì mày? Chết ra. Cái gì mày? Cái gì bên này là gì? À, ở zombie hả? Phải không? Zombie à đúng rồi, zombie. Tao lên trên lầu cầu thang. Trời ơi, thúi ghê luôn. Mọi người con núp nó được zombie, mình cũng được zombie luôn kìa. Chán ghê không? Ôi ôi, lên trên đây nè. Quá trời, nãy giờ không ai lượm trên này. Ờ, lên đây cũng được mà. Sao đâu? Nó lượm hết của mình rồi. Sao lên đây? Ô, trên này là lò nướng. Ở đây là lò nướng mày ơi. Không phải là cái bếp lò. Thôi, nói chung là cái bếp đi. Thôi, tao lượm ở trên hết luôn, tao nhảy xuống nè. Tao có zoom rồi, tao nhảy tao không có té. Ủa, vẫn té, kỳ vậy. Tao mua con bét nữa coi. Lên, vô, để lượm hết thịt lên trên nữa mọi người ạ. Cái gì đây? Lucky, Lucky. Ngon. Cái này nó hên, bữa đầu nó được Lucky luôn, ảo chịu ta. Lucky, tới rồi. Mình nhảy xuống mọi người ạ. Nguy quá. Cố lên. Lucky tới. Cái này khá là dễ nè, làm chế cái bánh burger khá đơn giản. Ủa, cái zoom này không có nhảy được lên tới trên kia. Mày ảo hình nó, mày phải bay nè, mày đòi nhảy tới kia trên kia. Ôi, vô bán đồ rồi. Quá
Wow, 4.000, 4.000. Trời ơi, đã con thỏ nữa, đậu xanh con nấp thiệt chứ. Tao đã hút hết của mày rồi con. Ơi, ba con thỏ luôn mọi người à, phải nồi thiệt chứ. Ôi, thỏ hồng ơi. Mái tèo ghê thiệt chứ. Ê, thỏ quá trời thỏ luôn. À, 2.500 là cửa mới rồi, tao qua cửa mới con. Trời ơi, hôm nay mình thắng rồi mọi người ơi. Mọi người ai nghĩ là Yeti sẽ thắng đây? Ờ, mày cười đi. Đón xem, đón xem, đón xem. Mày cười đi, mày cười đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Tao chấp mày nửa đường đó con. Tao chấp mày nửa đường đi. Ôi, trong cái con trái chuối khổng lồ. Ờ, mày cười đi là mày sẽ khóc nha con. Cười đi, cười, cười trước khóc sau. À, trời ơi. À, đây là thiên đường dành cho các bạn nè. Thiên đường bánh cái gì, thiên đường đồ ăn vặt. Quanh vô đây coi. Trời, let's run, đậu xanh lá chanh ơi, lá chanh ơi, giờ mày còn let's run nữa, chết tao luôn đi. Lại là zoom nữa, bốn con thỏ rồi. Cái gì rồi vậy luôn. Trời rồi luôn, tiêu mày rồi. Vãi thật mọi người à, bốn con thỏ rồi đây. Mình ăn con mèo giúp mình chạy thấy con chẳng nhanh vậy đó. Ủa có rinh đó hả? À à, mày được rinh đó hả? Rồi xong. Thôi mình sẽ đợi quanh vô đây rồi. Rồi khỏi luôn, chấp mày luôn. Không, chơi phải chơi công không bằng. Không có đợi vậy đó. Ok. Ok. Tao tức rồi đây, game thì vậy. Hồi tao mà không được. Ủa mấy bữa trước tao mày cũng được lần. Hồi lúc kia quá trời luôn, tao không có gì hết trơn. Đồng xanh cái game mất dạy. Mọi người 4 con thỏ luôn. Trời ơi, 5 con thỏ luôn mọi người ơi. Cái gì thế này, thỏ gì mà nhiều dữ à. Thôi dẹp luôn đi, chơi gì nữa. Bay ca nồi, thật thỏ ơi, thỏ tao ghét mày thỏ ơi. Chưa bao giờ tao ghét mày như vậy. Thỏ dễ thương vậy mà ghét. Mày vô mày lái nó đây, mày lái 5 con thỏ liên tục coi mày ghét nó không. Tao ghét hết. Trời ơi, nó lên 5 con thỏ cùng lúc mà mình không tin được luôn mọi người ạ. Nãy đủ tiền mua cánh cổng mới luôn á, quạt cổng mới phan tiền cái còn sướng hơn là để đi ăn thỏ. Pha với con khỉ thỏ này. Thôi. Ok, tao sẽ đợi chừng nào mày có cái lucky mới tao đi mua cái. Khỏi luôn, chấp mày luôn. Không, mà không được, bắt đầu vậy thôi. Hay là con mèo mọi người, thôi chắc em này nghỉ mọi người, chơi bời gì nữa mọi người. Vậy nào chắc chục con, chục cái Zimbot, chục cái Sabit rồi đây. Dẹp cho rồi luôn. Cầu thang này mày không nhảy mày. Thúi quá trời thúi luôn. Lỡ nhảy lên đây là mình gom hết luôn rồi mình đi bán rồi. Tao qua nhà bên kia tao thấy nó cũng có tiền nhiều mấy mày ơi. Đi có cổng 2 nó vậy. Hay là, à đúng rồi, tao chưa có lucky 2 mà. Tao chưa có lucky 2. Cay quá mọi người ơi, toàn là con gì đâu không à. Nó 12.000 luôn kìa, đậu xanh trì chứ. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Nãy giờ 1.000 chắc đủ mình đi qua cánh cổng mới mất tiêu rồi. Ở đây farm mấy con thỏ khỉ này. Thỏ nữa nè, mày ra ngon à, hỏi nó coi. Ủa, mày có 2 con mèo luôn hả? Ê, con đó lucky á con. Đậu xanh mày chứ, giờ mày mới gạt cái thằng một phát này. Thôi mày, tao đi mua lucky mới rồi. Thôi giờ qua mà có lucky để luyện mình liền đó mọi người ơi, đừng có tưởng bỏ. Trời ơi, ra một lúc 5 con mèo mọi người. Ấy lộn, 5 con thỏ chứ. Con thỏ cà chớn thiệt chứ, nó làm gì mà nó ám mình ghê luôn á. Cái gì vậy ta? Trời ơi, con heo hồng mày, con heo là... Cái gì á? I feel fucker already là gì ta? Ủa, heo được gì? Đọc cái gì tao không biết mày đọc cái gì. Pink gummy beer. Á, con gấu hồng chứ không phải heo hồng. Ờ, tao không biết con heo này cho tao cái gì luôn mày. Hả? Nó cho tao giáp mày ơi. Vậy là để đi quýnh lộn rồi. Tao giáp rồi đi quýnh lộn rồi. Ủa, con cua, con cua, con cua. Let's hungry. Trời ơi, con cua là hungry. Thôi, mày mua đi, mày mua. Thôi, cua hoàng đế. Cua hoàng đế. Bên đây là làm cái gì ta? Đây là lượm bánh à. Ê, chết rồi, tao xui rồi mày ơi, con gấu đó. Ui, bên đây là lượm đồ ăn khổng lồ mọi người hả? Đúng rồi.
có nên mua nữa không ta? Xui quá à. Em mua hết tiền đi mà còn 4.900 kìa. Ơi chết con cua nữa rồi. À! Đó mà giờ mới là lúc của ta nè. À. Trời ơi, đây là đồ ăn khổng lồ mọi người ạ. À. Trời ơi, con gấu nữa mày ơi, kỳ quá. Vừa hấu rồi cái tao mua ra lúc kỳ chắc luôn. Ôi, bên đây cái bánh này là cái bánh pizza khổng lồ. À, đây là bánh pizza khổng lồ. Thôi đi, tao có con Lucky rồi. Thì rồi, 8.000 là dư sức ra rồi, chứ cái gì đâu bình thường. Dám đâu, để tao mua 12.000 mới ra hàng Lucky. Để coi tao mua nè, mày coi nè, tao có 8.000 tao mua hả? 7.000 thôi, không còn 8.000 đâu. Con gấu á là giáp á mày. Ủa có giáp chi thì hồi đánh nhau hả? Chắc là đánh nhau rồi. Mày coi tao này nha, 8.000 tao mua cho mày coi nè. Tao mua 2 cái thôi, liên tục 2 cái thôi là ra Lucky liền, không cần tới cái thứ 3 đâu. 25.000 qua cọc mới coi. Sao vô đây thấy đi dậm dậm quá ta. Đầu tiên nè, nói ngay biết ngay mà vô ngay là con Lucky liền. Con này là Speed. Ai tèo. Ủa con chim cánh cột này sao á, không may mà. Cái con gì đen đen á mới là Lucky. Rồi luôn, xong rồi luôn. Ê sao ta không có con rinh từ trong cái rồi, con quá. Cua, con cua. Hungry. Con cua hình pizza luôn mọi người ạ. Nãy giờ tao chưa thấy tao đói bao giờ luôn, cho con cua chi không biết. Rồi luôn, được chạy nhanh liên tục rồi mọi người ạ. Sướng cuộc đời luôn. Ôi chạy nhanh hả? Tao không được chạy nhanh mày, tao chưa được cái chạy nhanh. Bây giờ đồ ăn quá trời đây nè, mà phải chạy nhanh lên mình mới hôm hết được. Gom hết cái cục level trong 1 này, đồ ăn khổng lồ quá trời luôn. Đổi thịt level 1 coi nè. Ui, đổi thịt level 1 4.000 luôn kia. Ồ, có Lucky á, cũng nhanh luôn. Thịt này cũng nhiều tiền phết đấy mọi người ạ. Ồ, tao thấy gớm rồi đó cũng nhiều quá mày. Hồi nãy tao có Lucky tao vô đây tao thấy tiền không có lên nhiều. Trời ơi, mà trong này đồ cái cục rồi, cái bự anh da đen luôn, anh da đen liền. Da đen là Lucky á con. Anh da đen ngay liền, thấy chưa, tao mở xíu ra rồi. Thôi, nhưng mà tao qua cổng mới rồi. Ừ, mày đây, mày gãy to vô, mày gãy to. Ê, vô. Ê, con tiếp theo là 30.000 hả mày? Mày gãy to vô, tao đi theo trước mày tao lượm hết. Con tiếp theo là 30.000 hả? 30.000. Cửa tiếp theo á. Ôi, tao muốn let run quá à, tao không được run, không được chạy nhanh gì hết trơn á, chán. Để coi tao lượm hết. Bơ nè, burger, bơ nè, chuối nè, dưa hấu nè, burger nè. Đó, quá trời luôn, mình sẽ lên rất là nhanh thôi mọi người ạ. 17.500, 600, nhảy lên. Tao được cái rên nè, chạy cũng đỡ đỡ nè. Thôi kệ đi, nhanh xíu cũng được. Ê, bà cửa mới, yeah. Ủa gì vậy? Ê, đúng rồi mày ơi, qua đây quýnh lộn. Rồi. Quýnh lộn là mày hên rồi đó, quýnh lộn là mày hên rồi đó, quýnh lộn là... rồi, tiêu rồi. Cổng quýnh lộn là cổng của tao rồi, cổng quýnh lộn là cổng của tao rồi. Cái cổng của anh thiệt à mọi người ơi. Quýnh lộn là cổng của tao rồi, rồi, không tao về tao mua cổng mới này. Thì ra là vì vậy cho nên là chết nó tấp tao mày ơi, chết rồi. Nấp chịu không nổi rồi mọi người, vô cổng mới thôi, quýnh lộn, yeah. Trời ơi, vậy mình đi cổng 2 có lý hơn á. Thôi, đi qua cổng màu xanh đúng không ta? Ủa yeah, kiếm. Ui mẹ ơi, quýnh ghê vậy. Ờ, nó tắp tao, trái chuối dí tao, cái bì da dí tao. Ôi mẹ ơi, trời ơi, no. Cái con gơ dí tao. À, oh mày có con god. Heo chưa? Oh my god. Trời ơi, nó mạnh quá trời mạnh luôn, có mua được. Mày có con heo chưa? Tao chưa mua được con heo nữa. Trời, con heo trên nóc nhà của tao quá trời kìa, tao mãi mua heo quá trời luôn. Heo dễ ra thấy mồ. Không phải con heo, con gấu chứ. Trời ơi, lại chạy nhanh nó đậu xanh nữa chứ chạy hoài ấy. Ừ, tự nhiên bây giờ đậu xanh, ừ, bây giờ cái... Rồi xong luôn. Chết rồi. Thôi. Bây giờ cái chạy nhanh phế lắm mày. Chạy quá giật mày, phế đâu mà phế. Tao được 30.000 rồi, đi mua coi được cái giáp level 2 không? 700.000, giờ không có giáp, không thể quýnh được cái màn bên kia mọi người ạ. À. Mấy con quái vật nó mạnh quá trời mạnh, nó đông nữa. Con này có gì đây? Ô trời ơi, vô một cái là chết luôn mọi người ạ, à. Không thể nó trụ nổi mọi người ạ. À. Con này có gì đây mày? Con này gì đây? Thuốc. À, đây nè, cái này giáp. À, được một lần tăng giáp nữa, tao được một tầng giáp nữa rồi. Rồi, tao được giáp rồi này, tao qua tao quánh chết mấy con khỉ kia mới được. Không, mình phải đứng im một chỗ để tụi nó bớt dí mình mới được. Dí đông quá, quýnh lại. Mày hả bụi? Mày. Từ, ê, đông quá. Mày hả bụi, vô đây. Vô đây, bản lĩnh vô đây. Mấy con người chuối, mấy con pizza nè. Pizza. Nè, vô đây, vô hết đây.
Vô hết đây. Vô Ê, hết đây. Sao mình vô rồi mình đi ra không được hay sao mày ơi? Vô hết đây. Vô hết đây. Ôi da, 47.000 luôn rồi. Ok, lên tiền liền. Mình nói nè, mua trước 30.000 để đổi đời nào, để coi ra con gì nào. Rồi, ngay được con quái vật này chắc là con food better not hungry anymore. Trời ơi, tôi đâu có cần thức ăn đâu mà cho tôi thức ăn hoài vậy. Mày được cái phế luôn á, mày được cái đó phế lắm luôn. Đúng là cái đó được phế. Cái giáp còn đỡ. À, trời ơi, trời tụi mày tránh ra coi. Đông quá. À. Đúng rồi, viên đất bị tao quýnh hết rồi. Mày láo nè. Mày khôn quá vậy? Mày láo. Không được đánh cái bãi của tao, tao đang quánh tụi nó yếu à. Mày rồi, vô đây mày quánh ai, đi. Quýnh bãi của mày, tao quýnh tự quýnh không nha. Thôi, thôi đi ra, mệt quá. Quýnh tụi nó đuối quá, tao ra tao mua hai con nữa coi. 56.000, giờ lên 60.000 tao mua cái Lucky cho coi nè. Mày lì hả? Con boss đồ ăn này. Vô đây. Lucky coi. 90.000, farm lên 90.000 luôn. Ui, đông quá, càng đông càng tốt. Rồi luôn, tao được cái con Hungry thúi của mày nè quá. Rồi, 77.000 rồi. Đây. Lên đây, hai cá là chết liền. Trời ơi, được cái con Hungry thúi của mày rồi, xui quá à. Hay lắm đó bời, 95.000, ok. Về mua thôi. Quýnh lộn. Ba con, được ba con mọi người, để xem ba con này ra cái gì nha. He he, mình sẽ ra Lucky cho coi. Lucky, à Lucky lắc. Biết ngay mà, anh Golem này là gì đây? Dạ ba con. Feel super tough. Ồ, mình quýnh mạnh hơn mọi người ạ. Strength. Rồi, xong luôn. Lại thêm con này nữa. Con này là gì ta? Con bọ này mình có rồi, không lấy nữa. Con bọ là cái gì ta? Con bọ là Hungry. Rồi, im feeling Lucky. Ê, Lucky là con nào mày? Lucky là con gì vậy? Nhỏ giờ gái, nhỏ gái. Trời ơi, bây giờ quýnh. Kiếm 60.000 về mua Lucky coi. Bây giờ quýnh nè, coi nè, tiền lên nè. Hay. You took me again. Chết rồi, có Lucky sau một cái là mình thua liền luôn á. Mấy rau cuối mới quan trọng nè. Đó, mình quýnh mấy cái này. Trời vậy, nãy đợi qua anh chi gì ta, ngu ghê. Trời, mặc đợi tao cách đi trước đi mà, tao đâu có đợi đâu. Vô, Lucky nữa. Tao lại được con mày hay hiểu cảm giác của tao, con mèo, con thỏ con... À, tức quá à. Con này là con gì vậy? Con thúi thiệt tình. Trời ơi, giờ tao 120.000 rồi nè. Tức quá à. Mày được tiền chưa, tao đợi, chấp đợi luôn, cái đợi đúng không? Thôi trả xua á mọi người á, đợi nó thua. Cái màn này đợi là thua á mọi người ạ. Tao quýnh con coi. Ơi, tụi bay rồi. Đông rồi. Mày quýnh từ từ thôi, mày cái kiếm không? Cái kiếm mà cái tốc độ mày quýnh nhanh quá, kiếm mày đam bé lắm. Mày quýnh phải quýnh từ từ thôi. Ờ, đúng rồi ha. Mày quýnh bình thường là hai cái chết một con rồi, nhưng mà mày đừng mày quýnh nhanh quá, mày quýnh nhanh nó kiếm nó chưa có đau speed đi. Làm sao quýnh đam rất là yếu. Ôi trời, tao quýnh 200.000 rồi nè. Tôi quýnh từ từ thôi. Gì vậy mày, chia tiền bớt tao hả mày? Trời, 300.000 đi mua 3 bet trăm luôn, chưa hẹp mua cũng mới luôn. Đợi tao mua bet trăm mày, đừng có ăn gian. Ôi về mua bet 100.000 luôn mọi người. Mua 3 con luôn, từ từ mua cổng luôn. Mua bet trăm chưa qua cổng mới luôn mọi người. Mua xong bet mình đi quýnh mấy con quái vật, mình thấy quýnh quái vật mình thích nhất luôn. Đó, bet 100.000 nha, epic bet. Yeah, xem cái gì đây. Cái gì đây? Lucky vãi thì chứ, I am Flink Lookwood and I'm super lucky mà trên lâu. Oh my. Trời ơi, sao hoa anh dạ? Rồi tiêu rồi. Giờ có thêm túc nữa mọi người, thêm túc nữa mọi người. Ôi trời, Lucky liên tục luôn. Ôi trời, con đất mà giờ anh về nó mua là liên tục Lucky luôn ấy. Kỳ vậy, cho ta con Lucky ở đây. Không lấy được đâu. Trời, ba con Lucky liên tục luôn, phải nồi mọi người ơi, ba con Lucky liên tục luôn. Tao nghĩ là cái 100 đó là Lucky không rồi á. Cũng có thể. Bây giờ vô quýnh có nhiều tiền nè. Ơi quýnh một con nhiêu tiền là 98.000 nha. Ui quýnh một con mấy chục. Ghê à, trời quýnh con bằng tao quýnh chục con. Ôi quýnh kìa, nhìn quýnh kìa, quýnh kìa. Thôi đi về, không thèm quýnh nữa. Ủa mày có Lucky level 3 chưa? Chưa. Hèn gì. Thôi để tao mua bé, tao đợi mày Lucky luôn. Mẹ
Mày phải lấy bét vào L3 mày mới nâng cấp được level tiếp theo. Giờ tao siêu mạnh luôn mày. Ê, được rồi nè, được rồi nè. Con gái, nhỏ con gái. Ờ, đúng rồi. Thôi, đi thôi, đi thôi, thôi. Ê, cái 100 có con khác không? Hay là Lucky không? Lúc, để tao coi thử coi, trong cổng 100 có con gì khác không? Ơi, tao 600 ngàn luôn kìa, nó. Sao mày nhiều tiền vậy? Tao quýnh có một xíu là 600 ngàn à, tao mua cổng mới luôn đó. Candy Bubble, Candy Blood gì á. Cổng mới nhiêu tiền? Ồ, oh. Cái 4 á, gồm chỉ có là gồm bay với lại tốc độ à. À, bay với lại tốc độ. Để coi có bay không, lấy bay coi nè. Ôi, cổng 4 là dễ mày ra được 100 ngàn, mua chắc 100% là ra. Wow, có gì đây, con này fly, trời ơi mọi người. Con gì ghê vậy? Ôi, con bé siêu xịn luôn mọi người, con bé lửa siêu xịn luôn. Con này là fly nè. Mà con mình cần con nó speed nữa. Thôi đủ rồi. Giờ mày kiếm một con level 100 là được liền à. Đánh ra tao mua con Lucky các mày. Trời, ui rồi luôn con mực khổng lồ. Front fast up you way. Bây giờ mình bay được rồi. Yeah. Oh, bên đây là bánh kem. Wow, con gì đây? Con này là gì vậy? Ủa fly chi chết hỏi. Xô xô đó mọi người, cái team xô xô kìa mọi người. Tao được bay rồi mày, tao cần Lucky. À, con mực khổng lồ à. Ở gì mày được Lucky à, mày xui chứ nó trời. Rồi xong luôn, chưa được Lucky luôn. Dễ Lucky lắm luôn á, hình như tao mua hết Lucky rồi sao. Rồi luôn, tự nhiên. Mày mua lại đi, mày cày 100 ngàn nhanh lắm, mày mua lại nhanh lắm. Bay. Ôi, nhìn đã lắm luôn. Mày mua hết Lucky của tao rồi. Thiệt tình luôn. Sô-cô-la nè, trời con quái bay của mình ghê lắm mọi người ạ. Cái này nhiêu đi chắc 1 triệu rồi, cái này 1 triệu lấy cúp rồi. 1 triệu lấy cúp rồi, núp gãy trước nè. Núp gãy trước nè. Rồi tao mày, tao còn chưa vô cổng 3. Ok, tao farm trước tao đợi. Ủa tao bay giờ tao đi di chuyển như là hàng không rồi mày hiểu không? Bây giờ tao cũng bay được vậy. Tao quýnh giùm mày nè. Cổng 3 nhiêu tiền ta? Cổng 300 ngàn à. Bây giờ mày vô con bé Lucky đi, mày quýnh có 2 cái là được tiền à. Giờ mày farm 200 ngàn đó mày mua bé. Yo, chuối nè, tụi này là chuối. Bi da nè, chuối mắc dại. Cái cây vàng vàng này là gì ta? À, cái cây vàng vàng là khoai tây mày. Đúng rồi. Khoai tây nè. Burger quá dập. À, 200 ngàn rồi, thôi về. Burger quá dập nè. Ê, bay nhanh quá à. Burger quá dập nè, chuối quá dập. Lucky. Nổ lại con mực đúng mày ơi, kỳ vậy. Nãy tao mua vậy là Lucky lắm luôn á. Rồi luôn, xong phim. Rồi, vậy là mày không được Lucky rồi, vậy thôi. Rồi luôn. Để tao đi làm mà xong bánh cổng luôn đã. Ôi, tao còn chưa vô cổng 3 nữa. Mày để tao đợi mày vô cổng 3 coi mày bao lâu nha. Sao xui dữ ta. Giờ mày lên 100 ngàn mày đi mua luôn coi tao. Kỳ ra. Xui ghê á. Anh hút hết may mắn của mình rồi mọi người ơi. Xui ghê á, tức ghê. Hey cha. Lucky là con gì vậy? Lucky là con gì? Nữa lại con cũng dung nham nữa mày. Tao hết con dung nham kìa. Tức quá à. Tao cày 2 triệu rồi đó bây. Cày tao cày 2 triệu rồi đó bây. Cày à, sao tao để tao coi mình cày lên bao nhiêu. Tao con Lucky mà. À, tao biết rồi, hồi đầu mày mua con Lucky hết rồi còn đâu. Có thể là mua Lucky bây giờ nó ra mấy con kia là tỷ lệ ra mấy con kia cao, Lucky thấp rồi đấy. Trời ơi, mới đầu quá vô mua hết luôn, tôi luôn mọi người. Tôi hết trơn. Giờ làm sao để tao mua lại mấy con của mày đây? À, tao chưa tao coi mấy con của mày giờ tao lấy lại được không ta? Không được đâu, mày mua rồi nó có hiệu ứng người mày rồi. Hai triệu hai, cái này nhiêu tiền này? Lì. 1 triệu con. Ê, bây giờ tao mạnh ghê luôn mày, tao quýnh mấy cái pizza này nó không thề. Nó không. Game one win và chứ. Thôi, tao chưa vô cửa ba nữa, mày win gì? Tao chưa vô cửa ba nữa, đợi tao. Ôi, cái này có được luôn nè. Bây giờ mình thấy bay lên trên không, coi map nè. À, bay trên map, ôi đã ghê chưa kìa. Không lên trên được. Ui, đây là một cái bánh donut khổng lồ mọi người ạ. Một cái bánh donut khổng lồ. Trời ơi, chết rồi, không vô cửa ba được rồi, thôi nghỉ.
Rồi xong luôn. Mày được không? Không. Ai núp nó được may mắn level đầu nó thành ra level 3 nó không được mọi người. Hay được rồi, chắc là video của mình tới đây là kết thúc rồi mọi người ơi. Và cho nó bay lại đây, nó bay lại đây, lại đây. Tao chạm mày con cánh cổng này. Kiếm con lúc. Ơi, tao không đi qua cổng được nữa là sao? À, đây nè, lì nè. Tao mà lăn tiền rồi tao lăn cho mày mấy trăm ngàn, mấy triệu rồi tao còn chịu mấy nữa. Trời ơi, kỳ ghê mày. Dầu muốn không ra luôn, kỳ ghê. Tức ghê luôn rồi tức. Ê, cái con dung nham này dưới đít nó có cái gì nữa mày? Quá đơn giản luôn. Tức quá quá đơn, quá đơn giản, quá đơn giản luôn. Đơn giản cái khỉ á. Mới đầu mày mua lúc đi hết trơn luôn. Người ta mua nhiều quá, cuối cùng nó giờ nó hết. À, mày biết sao giờ tao mua, biết sao giờ tao mua cho ra hàng lúc kia mày không mua nha. Từ từ từ, né ra, né ra. Thôi, nghĩ thèm, tao chưa vô cửa ba được, tức quá à. Nè, thấy chưa, mày thấy mày thua chưa? Kỳ vậy? Tao mua một cái lúc kia liền này. Cái kỳ vậy? Mày thấy chưa, mày thấy chưa, mày mua kỳ vậy? Đó. Ủa, mày lấy luôn, không cho tao mày. Không mua được đâu, tại vì đâu được hiệu ứng đâu, hãy cho mượn núm nó xui thật luôn ấy. Mình mua cái được liền luôn, hay được rồi mọi người. Chắc là video này mình dừng lại đây thôi, mọi người thấy video này thế nào. Mọi người like cho anh là mình hơn liền, thấy chưa. Trời ơi, lật kèo nhanh luôn mọi người. Ok, video lần này của mình tới đây kết thúc rồi mọi người. Đừng quên để lại like, subscribe cho mình nha. Và đây là những video về những cái bánh burger VIP nhất trong Minecraft và những con bé VIP nhất nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.